Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp tác động đến thời tiết miền Bắc tạm thời yếu đi. Từ trưa và chiều nay, Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 31-33 độ. Còn tối và đêm nay trở đi, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại. Cùng với đó là hội tụ gió trên mực 1.500m đến 3.000m được thiết lập, nên miền Bắc sẽ lại có mưa nhiều. Dự báo từ gần sáng và ngày mai trở đi, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng và kéo dài liên tục đến khoảng ngày 9 tháng 6. Vì thế, ở khu vực vùng núi và trung du phía Bắc trong những ngày tới, cần phải tiếp tục đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Với miền Trung, hôm nay sẽ vẫn là một ngày nắng nhiều, thậm chí vùng nóng còn mở rộng ngược lên phía Bắc là do rãnh áp thấp trong ngày hôm nay yếu đi và nâng trục lên phía Bắc. Một dọc các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào đến tận Bình Thuận trong ngày hôm nay đều xảy ra nắng nóng với một mức nhiệt cao 34-36 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở Thanh Hóa, Nghệ An, do mưa giảm nên nhiệt độ ngày hôm nay cũng sẽ tăng lên mức 32-34 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Từ sau ngày 8 tháng 6, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên lúc này đang có thời tiết khá dễ chịu, với mức nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên đang là từ 24-26 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ phổ biến từ 27-29 độ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực sẽ duy trì trạng thái nắng ráo. Đến chiều, nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 30-33 độ. Ở Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 34-36 độ. Đến chiều tối, mưa dông sẽ xuất hiện ở một vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, trong ngày và đêm hôm nay có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4-10 km trong mưa. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.